Bạn thân mến, đàn ông có tuổi trẻ thì phụ nữ cũng có thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất của một đời con gái. Thì tuổi trẻ của đàn ông toàn những câu trả lời chưa chắc chắn, nhiều dang dở, lắm gập ghềnh. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết Vội vã trưởng thành, vội vã cô đơn của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Người ta dễ dàng bắt gặp được những ánh mắt với đầy ắp sự cô quạnh của một người. Người ta cũng có thể đoán được trong lòng người ấy có bao nhiêu bão giông. Người ta cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng khi mưa xuống, lòng người nặng trĩu biết nhường nào. Mưa như tri kỷ của những người buồn, vì chỉ khi ngồi dưới mưa, những người buồn mới có thể cảm thấy rõ nhất những gì trái tim đang cảm thấy. Cảm giác bất lực, trống rỗng, hay cảm giác chán ghét bản thân. Mưa cứ réo lên từng hồi như khứa sâu hơn vào vết thương của những người trẻ. Còn bao nhiêu hoài bão đang còn dang dở, còn bao nhiêu những dự định vẫn còn ấp ủ, còn bao nhiêu người vẫn còn chưa thể gặp. Nhưng tại sao khi mưa xuống, chúng ta lại chẳng làm gì cả ngoài việc đặt bản thân vào những suy nghĩ mông lung? Đàn ông với đôi bà điếu thuốc ngồi dưới cơn mưa đang trĩu hạt. Những gì lòng họ cảm thấy là những bế tắc trong những mối quan hệ, hay ngay cả sự tuyệt vọng khi đã quá cố gắng mà bản thân lại không thể đạt được. Họ tự thấy rằng sự nghiệp của bản thân vẫn còn như những con đường đầy cát, cứ mịt mù chẳng quan lấy một chút để có thể nhìn thẳng về phía trước. Khói thuốc bao quanh không gian tĩnh mịch của căn phòng nhỏ, xung quanh chỉ có tiếng mưa, thỉnh thoảng đang xen lẫn vài tiếng thở dài. Thật ra, họ lại nghĩ tới những gì họ đã đánh mất. Họ đánh mất nhiều thứ lắm. Đánh mất những người bạn thực sự tốt với họ. Họ đánh mất người con gái mà họ từng nghĩ sẽ cưới cô ấy làm vợ. Nhưng rồi bây giờ đây, họ lại thở dài trong tiếc nuối. Chẳng có gì ngạc nhiên nữa khi những người trẻ, ai cũng có đôi ba lần mù quáng rồi đánh mất chính mình. Nhưng đàn ông không khóc, bất lực lắm, mệt mỏi lắm. Trách nhiệm đè nặng lên đôi vai những người thanh niên đang tuổi ăn tuổi ngủ. Để tới bây giờ chúng ta có những người đàn ông trưởng thành. Thời gian khó khăn nhất là khoảng thời gian họ bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Lúc này, những người phụ nữ kề cạnh họ lại khó có thể ở bên và trở thành động lực của họ. Cùng họ nắm tay đi cho tới khi họ có tất cả. Lý do đơn giản lắm. Đàn ông có tuổi thì phụ nữ cũng có thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất của một đời con gái. Thì tuổi trẻ của đàn ông toàn những câu trả lời chưa chắc chắn, nhiều dang dở, lắm gập ghềnh. Tôi thương những người đàn ông ấy lắm. Họ gánh nhiều, chịu đựng cũng nhiều. Sau này, khi trở thành trụ cột chính trong gia đình, họ còn gánh nhiều hơn nữa. Họ luôn cần nhận sự sẻ chia, sự thấu hiểu và bao dung của những người con gái mà sau này sẽ trở thành những người vợ, người mẹ. Khi cánh cửa nhà khép lại, ngày mới bắt đầu, cuộc đời lại như một mớ hỗn độn. Bao nhiêu áp lực đều đổ dồn xuống khiến họ như muốn gục ngã trước cái cuộc đời đầy chông gai thách thức này. Nhưng con gái biết không, thiên chức của đàn ông khi trở thành một người cha, một người chồng cao cả lắm. Họ thương gia đình mình, thương người vợ mang nặng đẻ đau ra những đứa con đáng yêu của họ. Họ thương những đứa bé gọi mình là ba, nên họ đã chịu đựng tất cả. Từ lúc sinh ra cho tới khi họ lớn lên, chịu trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết. Cuộc đời này vốn dĩ luôn đẩy những người đàn ông phải rơi vào cuộc chiến không cân sức, đôi vai họ gánh cả bầu trời. Tôi biết chắc chắn, điều những người đàn ông, con trai cần lúc này là những người vợ, người con gái thực sự hiểu những khó khăn, áp lực và bấy nhiêu vất vả mà chồng mình, bạn trai mình đang phải trải qua mỗi ngày. Cho dù bấy nhiêu thách thức đang thử thách sự kiên nhẫn của họ, họ cũng có thể vượt qua. Bởi vì đàn ông là những người không phổi, ngày nào họ cũng chạy, nhưng dường như không bao giờ biết mệt mỏi. Bạn thân mến,
Trưởng thành là lúc bạn có thể cảm thức được ý nghĩa của việc đi tìm bản ngã của chính mình. Và nó vô tình trở nên tự nhiên như thế, đó là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Càng trưởng thành thì lại càng dễ rơi vào cảm giác lưng chừng cô đơn. Sau đây, mời bạn lắng nghe bài viết Cái giá của sự trưởng thành là vì cô đơn, của tác giả Kim Ngân. Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc là thứ khó để kiểm soát, nhưng không phải là thứ khó kiểm soát nhất. Càng trưởng thành thì lại càng dễ rơi vào cảm giác lưng chừng cô đơn. Chẳng phải là không thể tìm nổi một ai chịu lắng nghe và thấu hiểu hay để bạn trao gửi yêu thương và chăm sóc họ. Chỉ là trong một phút giây nào đó trong cuộc sống, bạn không cần một ai hết. Bạn muốn được an yên trong thế giới riêng của chính mình, được lắng đọng để nghe, để ngẫm tiếng lòng đang muốn gì và cần gì. Dù bạn có lạc lõng hay trở nên vạ vật thì cũng không ai biết được. Chỉ một lúc thôi, rồi bạn sẽ trở lại với đám đông ngoài kia và hòa vào dòng người đang xô bồ, vội vã. Có lúc bạn khao khát được quan tâm, nhưng sợ làm phiền đến người khác. Có lúc bạn mong cầu được tâm sự, nhưng sợ không có ai hiểu mình. Có lúc bạn muốn biết người khác nghĩ gì về bạn, nhưng lại sợ nghe phải những điều không hay. Những niềm vui tưởng chừng như đơn giản lại vô tình bị ngắt nghĩa bởi sự đa nghi từ những con người lắm cảm xúc. Càng trưởng thành thì con người ta càng giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật. Có thể điều đó sẽ khiến bạn trở nên chuyên nghiệp hơn trong những vai diễn mà cuộc sống đã và đang ký thác cho bạn. Có những người sẽ khiến bạn lầm tưởng rằng họ đỉnh đạt và có một cuộc sống suôn sẻ. Nhưng phía sau bức màn hào nhoáng, kỳ công ấy lại là cả một biển trời chênh vênh vô định. Có những kẻ sẵn sàng buông lời yêu đối với nhiều người trong cùng một lúc. Và thậm chí, họ không một chút băn khoăn hay đoái hoài về kết cục của việc làm tắc trách ấy. Nhưng ít ai trong chúng ta có thể biết được, một trong số họ đã từng là người tử tế, cuồng nhiệt và rất mực chân thành trong chuyện tình cảm. Và chính những vết thương trong quá khứ đã biến chất một con người. Cuộc sống thay đổi thì con người cũng đổi thay. Vốn dĩ họ có thể cảm thấu nỗi đau từ những thương tổn, nhưng lại cố tình nhẫn tâm gieo rắc nó lên người khác một cách vô tội vạ. Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Khi đau thì ta mới buông lời ác. Suy cho cùng, trưởng thành là chuỗi những ngày tháng xoay vần với nhiều biến động của cuộc sống. Nó chưa bao giờ là dễ dàng hay thiên vị bất kỳ ai. Vì thế, hãy nhìn nó bằng con mắt khôn ngoan và đừng ích kỷ với những con người không liên quan. Bạn vừa lắng nghe chương trình Cafe Radio được thể hiện qua giọng đọc Sen và nhóm sản xuất Blog Radio. Chương trình được phát trực tuyến trên chuyên trang blogradio.vn và đồng phát tại kênh youtube.com/yêublogradio. Nếu bạn có những ý kiến đóng góp, xin mời gửi về địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn hoặc truy cập fanpage facebook.com/yêublogviet để kết nối cùng nhóm sản xuất. Xin chào và hẹn gặp lại!